안녕하세요. Xin chào các bạn. Mình là Yuna ở lớp học tiếng Hàn siêu vẫn lòng của Asian School. Từ bây giờ các bạn sẽ lên con đường chinh phục tiếng Hàn cùng với Yuna. Các bạn chỉ cần nhớ 3 điều này thôi. Dễ dàng, thực tế và thú vị. Đặc điểm thứ nhất của tiếng Hàn siêu vẫn lòng của Asian School đó chính là dễ dàng. Các bạn mới bắt đầu học tiếng Hàn chỉ cần theo Yuna thì sẽ nghe được các phát âm chính xác và rất chuẩn của đúng người Hàn Quốc. Đồng thời là Yuna sẽ giải thích tất cả các ngữ pháp khó một cách dễ dàng và dễ hiểu nhất. Đương nhiên, các bạn chỉ cần nghe các bài giảng của Yuna thì có thể tự nhớ và có thể đọc theo tất cả các từ mới luôn. Đặc điểm thứ hai của tiếng Hàn siêu vỡ lòng đó chính là thực tế, không phải chỉ có các câu nói chỉ ở trên sách vở, mà là tất cả các câu nói rất là thực tế mà đúng người Hàn Quốc hay sử dụng. Và Yuna rất mong là các bạn coi Yuna như là một em gái hoặc là chị gái và là bạn thân và sẽ cùng nhau vun dơ lê bằng tiếng Hàn nhé. Đặc điểm thứ ba của tiếng Hàn siêu vỡ lòng đó chính là thú vị. Yuna là một người Hàn Quốc đã sống ở Việt Nam từ nhỏ, thế nên hiểu rất rõ về hai nước, Việt Nam và Hàn Quốc. Yuna có thể so sánh sự khác biệt về văn hóa qua các kinh nghiệm thực tế của Yuna. Và khi mà các bạn học trên online thì các bạn có thấy buồn ngủ và khó tập trung không các bạn? Yuna cũng thế. Thế nên mình đã chuẩn bị cho cả các bài giảng một cách rất là thú vị và thậm chí là kể các câu chuyện riêng tư của Yuna đấy. Và có một điều đặc biệt nữa, chắc đây là lần thử thách đầu tiên trên tất cả các bài giảng online. Đó chính là xin mời anh. Chào em. Hello. 안녕하세요. Xin chào các bạn. Mình tên là Cô Deon, là anh trai của Yuna. Các bạn thấy mặt của anh em cô có giống nhau không nhỉ? Đúng y hệt như là anh em sinh đôi phải không ạ? Và hai anh em sinh đôi này đã chuẩn bị các bài giảng giúp các bạn học tiếng Hàn một cách dễ dàng, thực tế và thú vị. Thực ra là Deon thì không xuất hiện trên mọi bài giảng, nhưng mà đây là lớp học tiếng Hàn của anh em cô mà, nên Deon đã dốt hết sức với cả tình yêu của mình vào bài giảng. Rất mong muốn các bạn thích bài giảng tiếng Hàn siêu vẫn lòng và học chăm chỉ cùng với ai? Cùng với anh em cô để nói được tiếng Hàn như người Hàn Quốc nhé. Ok, thế các bạn đã sẵn sàng chinh phục tiếng Hàn cùng với anh em cô chưa ạ? Sẵn sàng rồi. Thế thì hẹn gặp lại ở lớp học tiếng Hàn siêu vẫn lòng nhá. Tiếng Hàn siêu vẫn lòng. Hoài thịnh.